Vẫn tiếp tục di chuyển thêm khá dài nữa nha, khoảng 2 tiếng nữa mới tới nha. Rồi chú xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay chung với Khoa mọi người. Đây. Hello. Bữa nay lính mới đi chung chung mà kể nghe chắc xỉu luôn quá. Nó đem theo có cây gàn câu với cái túi à. Chắc tính xuống đây cuốn lưới. Đây, xin mời chúng ta cũng đi cuốn lưới nha cả nhà. Nước chỗ này thì tương đối nó chưa rút đâu nha mấy anh em. Mà mai là chưa rút luôn mà cái clip trước chung làm ở đây mà giờ chung quay lại là cái lỗ gì giống như cái rổ xảo luôn rồi. Cái đường kinh phải nói là giờ lạnh là từ đầu tới vô là bữa chung vô là chưa có lỗ móc luôn nha. Chung móc có mấy lỗ cho quýnh thôi, là tuần trước này 2 tuần rồi chung quay lại là cái đoạn kinh này giờ là móc cũng như là cứ cách nhau khoảng khoảng 3 mét cái lỗ, 3 mét cái lỗ là móc rất là đều luôn rồi. Cái thì móc chứ hai anh em chung giờ cũng kiếm lỗ trống thì quýnh cả nhà, với mình kiếm chỗ nào chưa móc thì mình móc. Giờ soạn đồ nghề ra, hy vọng là bữa nay cũng kiếm được mớ thắt lát đoạn kinh đây nghe. Đoạn kinh này được hợp chung quýnh thắt lát cũng nhiều, chủ yếu thắt lát. Rồi giờ hai anh em ra chiến trường á. Cả nhà sẽ đón xem clip cho hôm nay coi có thể là hấp dẫn hơn clip trước không nha. Đó, từ đó vô đây. Rồi bắt đầu chung chuyển camera chung làm clip luôn cả nhà ơi. Thấy có tim lên rồi. Tới đáy em này. Vừa tới đáy. Đi. Quay Khoa. Lát em. Trời ơi. Con này to à. Trời quá đã nha. Rồi chúng thấy cái tim lại nhìn sướng chết không? Ôi con này bự. Vài lưỡi nó không được thì giờ vô trong. Đây chắc cũng mấy anh em chung là đi chung anh lúc trước cũng nhiều rồi mấy anh biết điểm. Nói chung là anh vừa đăng lên mà điểm nào quen quen là như mấy anh em thấy được điểm. Thắt lát cũng thấy là cho nó có chơi gô xíu vậy. Trời ơi. Gô này. Gô phóng xanh. Gô phóng xanh này. Trời ơi. Lấy nước vô chú. Dở nước. À dở dớn. Chú cũng đang dở dớn mọi người. Xuống cái mắt đầu luôn. Cái đó bên ruộng qua hả chú? Để coi có không anh em. Nằm dưới lục bình mất tiêu luôn. À, nó múc luôn kia, chú đứng trúng một con bờ. Đang trút cá. Có lấy không chú? Ủa, nghe giải có cá rô à. Lắc hả? Cá lắc hả gì? Lắc. Có lý rồi. Tiếp tục chuyện của mình đi. Hai thác lóc, con thác lát bự. Được hai cái chào cứng với con thác lát. Nè. Mình. Trời ơi, ngậm cái phao giờ không đi xuống luôn. Này. Bỏ rồi, bỏ rồi.
Cực. Lên nha, lên nha, lên nha. Cá rô cỡ này thì chứ nãy phóng xanh rồi. Rồi. Lên hàng nha. Lên hàng anh em ơi. Đây. Tầm này là cũng ba ngón á. Được rồi. Sướng tay. Trời. Nhấp kéo. Nhấp kéo. Đi đây. Lát nha anh em. Cái lỗ trước cũng rụng dữ dằn rụng lắm mà chúng chưa quýnh được nha cả nhà. Tính lấy càng dài chúng quýnh phía trước còn chúng chưa kịp quýnh, chúng mới thả chúng quýnh con cái lỗ này trước. Ê, cũng khá cát nha. Rồi chúng gỡ luôn. Nãy quýnh nó lục bịch mà nó không ăn mạnh, giờ chúng ra ngoài trống chúng thử có ăn mạnh không. Mới có làm được con bát. Tình hình phải liên lệ nó mới phê được đó nha. Lỗ phía trước. Quá xa cái lỗ đó. Loại này là mình phải nhấp nha nè. Nhấp luôn. Bầy này chắc tương đối cá lớn nha nè. Chúng đưa vô. Đây. Rồi, chúng quấn trổ lên cái mép đầu lên trên luôn. Đó. Thả xuống. Lộn nhiều quá nha. Mà giống như nó bị nhát mồi hay gì. Nhát mình quần riết hơi cũng lụm, hơi chậm ăn tí, hơi bể mồi. Đó, lượng tấp. Gì thập lâu má ơi. Này, mấy anh em quýnh quá bởi. Đấy, nước sâu trời ơi, chúng bên lên sướng quá đã anh em ơi. Bầy này mấy anh em quýnh bởi quá bởi, giờ chúng quýnh cũng chậm ăn dữ dằn cả nha. Thằng lát là tuyệt đối ngon không anh em ơi. Cái bờ đối diện nha anh em. Bên này lộn quá, quýnh tới gì dòng xe qua luôn. Hy vọng là lụm liền nha. Trời ơi, lộn quá trời lộn rồi. Thác lát mà mình phải chạy theo nó vậy mới được. Thấy lộn là thả nháp à. Đó. Chơi ở giữa dòng không? Nhịp, đi luôn. Cái... Trời ơi, lộn kìa. Chắc cá con phá, cá nhỏ. Đụng tim phá quá trời ta.
Trời ơi, trời thác lác lộn bay mặt nước luôn trời. Mà nãy giờ Quýnh không chịu ăn mấy cha. Dừa nó dứt tiếng. Nó. Trời ơi trời. Cái lỗ này nãy giờ Trung Hoa xây sở trời ơi, từ bên bờ kia qua đây lâu lắm luôn ạ. Mà lộn gì lộn như cơm sôi cái lỗ đó mà Quýnh không ăn nãy giờ, giờ mới ăn được con nhỏ nè. Rồi chúng gỡ luôn. Phải bào bằng được. Găm 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 ăn rình còn hơn là mấy cá lớn ăn à. Cũng lớn lắm nè mày, con này cá rô non. Lấm lấm cái coi gì đây. Cây quá dướng à. Trời ơi. Cà rô nè. Vô lồng cho Quýnh luôn. Đã vô lồng một cá còn không lớn nữa. Nhỏ rồi. Quá dướng cây. Là dùng lò dội nồi dội mấy cái lỗ này không rong mấy cái thông ra sợi dây. Giờ nắng quá núp vô mát anh em ơi. Cá rô kinh này thì chúng thấy câu từ nào không có cá rô bự nha, không có cá rô ngon, nhỏ 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 cái này nó rớt xuống luôn rồi đó. Rồi nằm im đi nha, toàn là tầm cỡ này cả nha. Vừa vừa đúng là cá rô ruộng xuống bé xỉu bé xỉu. Nhỏ chứ hơi lớn anh em ơi. Bình phao. Con này mà thấy được đó nè. Từ sớm ơi, thấy con này im nhất. Trọng cá hơn mấy con kia nha nè. Nắng quá nắng hết ăn lại nữa mày. Trời ơi lại bèn rồng nữa kìa. Đó. Cái này nè. Đó, câu một cái bèn rồng lợi tiêm xì 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 hoài táp bụm 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 khó câu dễ sợ luôn.
cá thiện chép này quá trời, mà giờ chưa nắng giờ lũi không ăn luôn. Cái lá này đã ghê đã luôn, vô đây mà quýnh không ăn. Gặp hàng cây mát mùa đó giờ nắng hết ăn. Rồi buổi sáng chúng làm được có như đây nha. Chắc vừa thắt lát thì rô chắc hơn chục rồi nha. Có mấy con nhỏ nhỏ chúng thả. Còn thằng em đi chung ra đầu ngoài, nó câu cũng được vài con, nắng quá trời nắng. Chắc hai anh em chạy ra đầu ngoài rồi kiếm cơm nước gì ăn đi ơi. Tình hình rồi coi chiều có mát mát làm clip khác, chứ clip này thấy nắng quá mà gồng nữa là hồi đuối dữ lắm, chiều câu không nổi. Rồi mấy anh em xem clip vui nha. Trời ơi thiệt đây thiệt. Cái bầy rồng này. Đó các nhà thấy không? Ghê gớm không? Đó. Bầy rồng cỡ vậy á. Đó mà giờ đang nhấp thả xuống, trời ơi đóng vô con cá ký luôn á, bự bầy rồng. Quá trời bự. Khủng thiệt chứ. Rồi, chào tạm biệt cả nhà, chúng hẹn cả nhà ở clip sau nha. Giải trí như đây là hết buổi sáng. Quá phê. Phê là bớt đó nha, chứ phê là đã đâu.